huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vừa đồng loạt khởi công xây dựng 7 cây cầu nông thôn do nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động tài trợ. Mặc dù mực nước đầu nguồn lên nhanh gây khó khăn cho việc vận chuyển trang thiết bị vật tư, nhưng để đảm bảo tiến độ, các đơn vị thi công đã tìm mọi cách khắc phục. Mỗi cây cầu được xây dựng với kết cấu bê tông kiên cố, mặt cầu rộng 3,5m, chiều dài từ 45 đến 50m tùy theo chiều rộng các kênh. Tổng kinh phí xây cầu khoảng 15 tỷ đồng do tập đoàn Novaland tài trợ thông qua vận động của nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Dự kiến toàn bộ 7 cầu này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán năm nay, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân vùng sâu, vùng biên giới của huyện Hồng Ngự.